Nhìn bên kia hả có bấy nhiêu anh xe bông bánh villa ngày đêm trong dầm. Còn ring mẹ con Hiếp sẽ đi quậy trà sữa hay là trà sữa Hoàng Kim đặt trên mạng. Giờ mình sẽ vui ra trong này coi có gì nha. Hiếp vui không? Hiếp vui. Vui không? Vui quá, để coi. Rồi, còn vui à. Đây, đây, đây nè, vui trên đây nè. Hoàng Kim màu vàng. Wow. Đưa đây, đưa đây, đưa đây. 5, 6, 7. Trong đây nó sẽ có hai bịch trân châu Hoàng Kim nha mọi người, màu vàng. Có một bịch trà và cái bịch bột kem béo và một tờ hướng dẫn. Hướng dẫn nấu nè mọi người. Đây, trong đây nó sẽ có hướng dẫn nấu hết. Bên này cũng vậy luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành đi nấu nha. Con đang đi lên đây để coi. Mình sẽ đi làm bước 1 trước cho mọi người. Bây giờ mình sẽ đi gang trà nha. Trà vô cái nồi trước. Sẽ bỏ nửa cái đường cát vô. Để gang trà với cái lửa vừa luôn. Đã sệt rồi nè mọi người. Nó ra màu vàng vàng rồi nè. Có nước, bây giờ mình sẽ đổ nước vô nha. Khoảng nó kêu là 3 đến 3 lít rưỡi. Tàn đường với trà nó đã tan ra hết rồi nè mọi người. Mình sẽ để cho nó sôi lên rồi mình sẽ tắt bếp nha. Sau khi trà đã sôi lên 5 phút mình tắt bếp, mình sẽ lấy nắp để khoảng 15 phút nha mọi người. Rồi mình sẽ đi lọc qua đây nha. Sẽ tiến hành đi luộc trà nha mọi người. Sẽ múc. Trà ra xong mình sẽ bỏ bịch bột kem béo đi. Đây là bột kem béo mình sẽ bỏ vô nha. Bỏ vô xíu muối nha mọi người. Mọi người muốn đậm đặc mình sẽ bỏ thêm sữa đặc vô nha. Em biết mày muốn béo thì mày bỏ nhiều. Trà sữa không có béo chứ. Mọi người ít ít béo thì mọi người bỏ sữa ít. Tùy mọi người thôi. Cái này con út nó không thích béo mà nó còn bỏ hết bà hộp sữa ngôi sao thương đáng. Tại uống nhiều quá. Cái này nữa nó bỏ hết có bao nhiêu con muốn muối. Rồi bây giờ mình sẽ quậy lên nha. Mình sẽ quậy lên xong mình sẽ để nguội và mình ủ tủ lạnh 6 đến 8 tiếng. Như vậy nè, mặn quá bỏ nước vô đi. Cho sẽ béo và ngon hơn nha mọi người. Wow. Đèn út nó đang nấu rau câu rồi mọi người. Tại vì nó không có cho rau câu, mình bỏ rau câu thêm cho chất chi tất nhiên. Này không có màu gì hết, màu trắng luôn. Còn con tươi nè mọi người. Rau câu mà chưa kịp đặt nữa là đã ngồi đã. Trời ơi, nó liền liền mất cỡ. Chưa, mà trong khi đó nó còn bốc khói luôn á. Chưa nguội luôn, cái kia chưa đặt luôn.
Cái này đổ mỏng mà mọi người nó hơi đặc đặc rồi nè, còn cái kia chưa đặc luôn mà nó cạp ăn vậy đó. Nó chưa đặc rồi. Về nhá. Rồi giờ tới gì đó luôn, tới gì Út nó ngồi nó cạp luôn ăn luôn rồi. Mới bó tay thì chứ. Trong khi đó mà trà sữa mà chưa chín mà giờ. Trà sữa chưa chín mà giờ gì rồi. Trong khi về gian trời đây ngồi ăn rồi đó. Tại cái mỏ nó mắc rồi, cái mỏ nó. Ai đã, ai nấu cho em. Cũng ngon, cũng ngon. Đúng rồi. Đúng rồi. Đâu cô cạp giống nãy rồi, bỏ vô cạp luôn. Bể miệng vô cạp luôn. Nè để miệng vô cạp luôn. Rồi cạp ơi, cạp ơi. Cạp đi. Bỏ rồi. Rồi hãy cạp giờ thấy cái này ra bắt tở rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi luộc trân châu nha người. Bây giờ mình đã nấu sôi rồi, bây giờ mình sẽ bỏ trân châu vô nha. Trân châu hoàn thành rồi mọi người. Nó còn lại nó màu vàng nè mọi người thấy không, nó khói lên bốc nghi ngút mờ camera luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành nấu 45 phút, chừng nào mà trân châu nổi lên và là trân châu nó sẽ chín nha mọi người. Mình sẽ nấu cho trân châu nó nổi lên đây mà 45 phút mình sẽ tắt bếp cho trân châu mình nó chín nha. Đây trà sữa hoàng kim nha mọi người. Đây mọi người uống trà sữa bình của tèo mọi người. Trân châu hoàng kim nha mọi người. Đây một bên đâu, uống xong gọi là mỗi ăn cơm. Ở trong trà sữa hoàng kim mình mua là chỉ có 2 bịch trân châu và thêm 1 bịch trà và 1 bịch bột béo. Trân châu dính này. Dễ nhiều hơn. 45 phút rồi. Đi. Đi siêu to rồi. Rồi thêm cái bình củ tèo, bọng gấu, 2 gấu, để làm công việc nha. Hello. Đây là con gấu. Hello. Đây là có trân châu với này. Mình sẽ bỏ tụi này uống từ từ. Rồi bây giờ mình sẽ uống cái con gấu nè, con gấu dâu nè. Bye bye.